Dấu hiệu người đàn ông đang rất chán vợ, chị em nên nghe để tránh trường hợp chồng đi ngoại tình nhé. Thứ nhất là anh ấy ít về nhà, tranh thủ ở ngoài, ở cơ quan nhiều hơn. 5 giờ tan làm nhưng nghĩ về nhà chán nên ở lại cơ quan ôm máy tính đến 7 giờ mới về. Hoặc đi làm vài ván cầu lông, tennis với anh em, cố gắng va vận ở ngoài để hạn chế tối đa cái thời gian phải ở nhà. Đối với anh ấy, gia đình không còn là tổ ấm, là nơi để trở về nữa rồi. Dấu hiệu thứ hai là hay cáu gắt, hay gây sự với vợ. Không ưa thì dưa cũng có giỏi, đã ghét ai rồi thì hay gây sự, hay xét nét lắm. Lúc yêu thì củ ấu cũng tròn, lỗi lầm rất là to cũng dễ dàng tha thứ bỏ qua. Nhưng khi đã chán rồi thì bất cứ lỗi nhỏ nào cũng sẵn sàng cầu nhau và tỏ ra khó chịu. Dấu hiệu số 3 là hay chê vợ, đặc biệt là ngoại hình, chê thẳng thắn mà không sợ vợ buồn. Dấu hiệu thứ 4 là vợ chồng ít quan hệ. Thực ra đàn ông nếu được khơi gợi, nếu được ai đó chủ động gạ gẫm thì rất dễ dẫn đến chuyện quan hệ tình dục. Còn khi mà đàn ông đã đến mức chẳng muốn quan hệ nữa, nghĩa là anh ta đã chán lắm rồi. Có nhiều cặp vợ chồng ngày khắc khẩu, cãi nhau nhưng mà đêm đến vẫn ôm nhau ngủ rồi giao lưu với nhau. Nhưng đến mức độ mà một người đàn ông mà chán, không có cảm xúc, không muốn quan hệ nữa thì nghĩa là mức độ đó đáng báo động rồi. Dấu hiệu thứ 5 đó là anh ấy ít khi cùng vợ đi ra đâu đó, rất ít xuất hiện cùng vợ, thậm chí là ẩn hết những hình ảnh chụp chung với vợ trên mạng xã hội, sống với tâm thế mình như một người độc thân. Đây chính là 5 dấu hiệu chứng tỏ đàn ông đang cực kỳ chán vợ. Chị em hãy lưu ý để có động thái xây dựng lại hôn nhân nhé.